nay nó tiến sâu vào trong vườn quốc gia Bạch Mã phía bên kia ở rồi. À, thấy hai cái về cái cầu kia nhìn quá không biết, đằng trước là núi đá. Nhìn xa xa cái chỗ đâu là thác nước không à, thác nước nhưng hóa ra là cái đan là một vỉa đá. Nhìn xa cái tưởng là thác nước không. Thời gian nó đến rất là nhanh. Có những cảnh đá rất là đẹp luôn. Phía bên kia là hai tiếng cát, bên kia là mình sẽ xuống trực tiếp, không có trung chuyển cái cát. Ngoài biển ra thì Đà Nẵng này là điểm nhấn này, gần như là khách du lịch đến với Đà Nẵng sẽ đến với Bà Nà. Mà giống như là khi mà cái người đứng ra đầu tư cái này, người ta biết nghĩ cho cái lâu dài, cũng như chính nhất là cái đường không trung chuyển nữa. À, qua đi em chụp cho hai anh chị. Sau này người Việt của chúng ta độc chạy thành Bà Nà. Ở đây là con suối gì đây? Dạ cái này là suối Tóc Tiên ạ. Chiều ngày hôm nay mình về cái cát bên kia là đi thẳng xuống không trung chuyển nữa, là mình thấy cái suối rất là đẹp. Ở đây có bao nhiêu cáp? Ở đây là có cáp lên là đang hoạt động là 4 cái hệ thống tiến cáp. Mới đang xây dựng cái hệ thống bên cạnh nữa là 5 hệ thống tiến cáp. Cái bên cạnh thì chưa đi vào hoạt động. Tất cả cabin cấp treo này là do Thụy Sĩ bảo hành. Thank you.